Rồi thì Đức Phật có nói lên cái lời cảm hứng về câu chuyện bại gia. Cô không có thuộc. Rõ ràng cái bài kệ mà cô chỉ nhớ là Đức Phật có nói là cái chỗ nào mà không mặt trăng, không mặt trời, không trăng, không sao, mà nếu như an trú trong chỗ đó thì là giải thoát. Thì đó là Đức Phật muốn nói tới cái chỗ tâm như. Ở trong kinh cũng có nhiều chỗ Đức Phật nói đến chân như lắm. Được ghi ở trong cái kinh gọi là kinh Phật Tự Thuyết. Tại sao mà có cái tên này Phật Tự Thuyết? Thường á, Phật giảng kinh là phải có người thưa thỉnh ba lần mới giảng. Nhưng mà đặc biệt những cái bài kinh này, Đức Phật kêu mấy ông tỳ kheo lại ngồi nghe Đức Phật giảng, nên ghi là Phật Tự Thuyết. Thì trong đó có cái phẩm tên là phẩm giác ngộ hoặc là phẩm bồ đề. Bồ đề giác ngộ giống nhau. Cái phẩm giác ngộ đó có một vài cái bài kinh nói tới chân như. Có một chỗ cũng không trời, không đất, không trăng, không sao, không người, không cây cỏ. Cái chỗ đó đó, ai mà tới chỗ đó rồi thì giác ngộ và giải thoát. Chỗ nào trong trời đất này mà không có trời, không đất, không trăng, không sao, không người ta, không cây cối, không đất nước gì hết. Chỗ nào giờ? Đúng rồi, ở trong cái chỉ có chỗ đó là trong cái chân như á. Không có cái gì hết. Thì ai mà kinh nghiệm chỗ đó, an trú trong đó là hết đau khổ, là giác ngộ. Mà mình phải hiểu chân như là cái gì, mình đọc tới đó mình mới hiểu. Còn không thì mình không biết chỗ nào mà không trời, không đất, không người ta. Thì quý vị về mà có rảnh thì cứ tìm mấy cái chỗ đó đọc. Ở trong hệ kinh Bát Nhã rất là nhiều, một cái hệ thống đồ sộ hơn 600 bộ kinh mà bằng thi kệ thôi, có rất nhiều nói về chân như, mà trong đó nói hay lắm. Ví dụ như Đức Phật hỏi một vị, không biết phải là hỏi Tối Thắng Thiên Vương hay không, hay là hỏi ông Tôn Bồ Đề vậy đó. Hỏi ông thấy làm sao mà ông thấy Như Lai? Tức là không phải hỏi Như Lai là Đức Phật thôi nha, không phải ông thấy ta làm sao, không phải thấy Như Lai là ông thấy chân như đó, làm sao mà ông thấy Như Lai? Thì vị đệ tử mới nói, con thấy Như Lai không có đến, không có đi. Con thấy Như Lai không có hiện tại, không quá khứ, không tương lai. Con thấy Như Lai không thanh, không sắc. Đó, diễn tả vậy đó. Con thấy Như Lai không tịnh, không động. Con thấy Như Lai chấm chấm chấm. Nghĩa là cả một đoạn dài diễn tả cái chân như. Thì khi mà mình hiểu rồi thì mình biết là muốn nói tới cái chân như. Trong đó đâu có cái gì, đâu có quá khứ, hiện tại, tương lai, phải không? Đâu có hình dáng, đâu có đường nét, đâu có âm thanh, không có động mà tịnh hay tỉnh, không có phân biệt không hay có đó. Tất cả cái đó là tha hồ các vị tổ vẽ ra để giảng rộng ý nghĩa của chân như. Rất là hay. Thì những cái ngữ nghĩa đó mình xếp là ngữ nghĩa của Hàn Lâm, ngữ nghĩa Bát Học, rất là hay, giảng rộng ra. Thì rốt cuộc trong chân như có gì không? Không có gì hết. Mà bao nhiêu bộ kinh để nói tới cái đó. Ở trong hệ Bát Nhã, các vị tổ lý luận dài dòng
Rồi đi tới kết luận là chân như tức là không, không tức là chân như. Đúng rồi, đó. Không có khứ, không lai, không đi đâu mà cũng không có đến đâu. Thì đó là để chỉ cái thường hằng bất biến, không bao giờ thay đổi. Mà tại sao thường hằng bất biến? Đố quý vị. Đố quý vị đó. Không có cái gì đó trong đó hết, thì có cái gì để mà thay đổi, mà biến biến dịch, mà sinh mà diệt đâu. Không có cái gì sinh ra thì đâu có cái gì mà diệt đi. Cho nên mới gọi cái chân như là vô vi pháp. Vô vi là không do điều kiện gì mà thành lập nên. Nếu mà do điều kiện mà thành lập nên thì nó sẽ biến đổi và nó sẽ mất đi theo điều kiện. Thì cái đó gọi là hữu vi pháp. Thì tất cả mọi hiện tượng thế gian đều là hữu vi pháp hết. Chỉ riêng chân như là vô vi pháp. Tự nó có và nó không có phụ thuộc nơi cái gì, cho nên nó không bao giờ thay đổi và không bao giờ mất đi. Thì gọi là cái vô sanh. Mãi vô sanh thì là vô diệt, bất diệt, bất tử. Mà tại vì nó không có được sinh ra như vậy, nó đâu có thủy, đâu có chung, gọi là vô thủy, vô chung. Cho nên gọi đó là một cái chân lý tuyệt đối. Giờ nắm được chưa? Nắm được không? Nắm được rồi ha. Bây giờ quý vị có hiểu tại sao mà một người thiền khách từ xa lặn lội tới mà hỏi ông thiền sư Bạch Hòa Thượng cốt lõi của Phật Pháp là cái gì? Thì ông Hòa Thượng có nói được không? Chỗ đó là chỗ Atakavakara, không có nói à. Cho nên một vị thì phóng tới bịt miệng lại, là chỉ cái chỗ không nói. Còn một vị thiền sư nghe hỏi vậy thì dỗ răng, dỗ ba cái, nghĩa là gì? Ông thiền khách không hiểu thì ráng chịu thôi đó. Rồi Ngài Hoàng Bá thì nghe hỏi vậy thì phóng tới đập ba gậy. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi quý vị đọc cái chuyện Ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn, quý vị cũng sẽ hiểu. Ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn hỏi đệ tử như thế này nè. Như là có một người miệng thì ngậm mấy cành cây á, tức là bị giống như bị treo trên cái cây, sắp rớt xuống hố, cho nên cái miệng cái tai gì cũng nắm cành cây, mà cái miệng cũng cái miệng cũng ngậm cành cây, tai thì cũng ôm cây. Rồi ở dưới chân của cái người đó là hố cọp beo rắn rít, phải mà rớt xuống là chết. Thì đương cái miệng đương ngậm cành cây mà có một người thiền khách tới hỏi Bạch Hòa Thượng, cốt lõi của Phật Pháp là cái gì? Đó, thì thử hỏi các ông thiền sư mà đương ngậm cành cây có dám mở miệng ra nói không? Đó quý ngài dạy pháp vậy đó. Nếu mà ổng mở miệng ra nói là sai, là chết, là bỏ thân mạng rồi. Cho nên hãy mà dùng lời nói là đi ra ngoài, không phải là chân như. Phải không? Như vậy sáng giờ mình nói chân như. Sáng giờ mình nói vòng vòng chân như là mình chỉ nói cái bên ngoài chân như thôi. Nói bên ngoài chân như thôi. Làm sao để đi vô chân như là phải mới nếm được chân như là cái gì. Thì là phải thực hành trong định thôi. Khi nào quý vị kinh nghiệm được dứt hết tầm tứ rồi á, thì lúc đó sẽ kinh nghiệm được thực sự
nó là cái gì. Còn hồi sáng giờ mình dùng quy ước để mình nói, để mình chỉ cái đó là vậy 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 đó, để khi mình thực hành mình kinh nghiệm nó thì mình biết mình đã nhận ra được chân như, hiểu không? Bởi vậy cho nên khi dùng lời nói là không phải chân như rồi. Bởi vậy cho nên ngài Mã Minh, hồi sáng cô có giới thiệu ngài Mã Minh mà dùng cái chữ Bù Ta Ta Tha Tà đó, thì trong cái bộ luận của ngài Mã Minh, ngài có nói một câu như thế này: chân như mà có tên là chân như thì là phi chân như, thì là không phải chân như rồi, hiểu không? Đúng rồi, mình tạm dùng lời để mình diễn tả cái chỗ không lời. Nhưng mà muốn đi thực sự đến cái chỗ không lời thì phải bỏ lời. Cho nên ở trong Pháp của Phật có một cái bài kinh: qua sông bỏ bè. Bây giờ mình đang trên đường mình tu, mình còn dùng lời, dùng pháp này pháp nọ để mình thực hành phải không? Đó là cái bè đưa mình đi tới nơi. Ví dụ bây giờ cô nói làm pháp thở để mình vô định, thì cái pháp thở là cái bè để mình đi vô định, mình kinh nghiệm định, phải không? Rồi bây giờ mình tạm mình mượn chủ đề chân như, nó cũng là cái bè để mình đi tới cái chỗ đó, là cái tâm như, phải không? Thì Đức Phật dạy cái câu chuyện qua sông bỏ bè như thế này nè. Ví dụ như có một người muốn đi qua bên kia sông, thì cái người đó phải đống cây, kiếm dây kết lại thành bè, rồi lên cái bè đó chèo chống để đi qua bên kia bờ. Thì qua khỏi cái sông rồi, cái bờ rồi, bước lên bờ rồi, muốn đi về nhà thì ổng phải quăng cái bè. Chứ không lẽ ổng vác lên trong vai mà ổng đi làm sao nổi. Mà bây giờ cái bè vô ích rồi, qua khỏi sông rồi, cho nên phải bỏ cái bè lại. Thì bây giờ mới bước chân đi vô nhà. Thì cái bài kinh này có ý nghĩ là cái gì? Tức là mình mượn lời, lời là giáo lý, giáo lý, giáo pháp, mình mượn lời để mình tu tập. Mà muốn đi tới cái chỗ rốt ráo là vô cái chân như thì phải bỏ tất cả bè, tất cả những cái gì thuộc về lời, kinh kệ, chữ viết, lời nói, tất cả những đó phải bỏ lại thì mới vô được cái nhà chân như. Hiểu chưa? Đó là ý nghĩa của qua sông bỏ bè. Thì cái chỗ chân như đó, muốn kinh nghiệm phải bỏ hết tất cả những cái gì gọi là phương tiện thì mới vô được cái chỗ đó. Cho nên chân như là pháp tu mà là không pháp. Ở trong kinh có cái thuật ngữ vậy đó, pháp mà là không pháp là chân như. Trong chân như có cái gì không? Không có gì hết. Nhưng mà nếu không có cái gì hết thì không thể nào đi tới chỗ đó. Cho nên phải mượn cái chủ đề chân như là một cái pháp tu. Nhưng mà cái pháp tu này trong nó không có cái gì hết, nên gọi là pháp không pháp. Tại vì cái chỗ tâm như đó có cái gì trong đó không? Không có cái gì hết. Chứ bây giờ mình lấy một cái gì cụ thể, mình làm cái pháp thì nó có cái dấu vết, cái cụ thể trong cái chỗ đó rồi. Thành thử phải lấy một cái gì không có cái gì hết trong đó, để từ đó mình mới nương theo cái chủ đề đó để mình đi tới cái chỗ hoàn toàn vắng lặng, rỗng không, mà có cái nhận thức không lời rõ ràng về cái chỗ đó. Đó là tại sao mà các vị tổ lại chọn cái chủ đề chấm như để mà thực hành, mà coi như là cái cao nhất, cái tối hậu. Và Đức Phật đã đặt ra ba cửa giải thoát. Cửa thứ nhất là không định, cửa thứ hai là vô tướng định,
Cửa thứ ba là vô nguyện định. Thì chính cái vô tướng định đó là chân như định, thực tướng vô tướng đó. Ủa? Thực tướng vô tướng. Cho nên vô tướng định tức là chân như định. Mà trong kinh Kim Cang như hồi sáng cô nói đó, cái tâm vô sở trụ tức là vô trụ định cũng là chân như định. Vô nguyện định. Như vậy có một cái khái niệm gì về chân như chưa? Có không? Về nhận ra được nó một chút chưa? Nhận ra được một chút nào chưa? Đúng rồi. Thế khi nào mình nếu mà mình còn có lời nói thì mình phải chấm dứt lời bằng cái kỹ thuật không nói. Chấm dứt hết tất cả lời nói thì mình vào được cái chỗ nhận thức không lời. Và khi đó thì mình chuyển qua, đó là nhận thức như vậy thôi. Thì đó là mình thể nhập chân như. Khi mình dứt hết lời thì mình sẽ nhận ra được cái không tên. Thôi mình tạm chấm dứt chủ đề đây. Lúc nào có giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.